Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình. Độc đáo nghi thức rước kiệu truyền thống đền Kim Đằng. Xã Vĩnh Khúc tăng cường công tác quản lý di tích. Ám ảnh con sông kín rác thải ở Khoái Châu. Trong một góc nhìn văn hóa tuần này là phóng sự ấn tượng về lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2018. Làng Quan Xuyên và lễ hội Vật Lầu sẽ là phóng sự trong mục Tinh Hoa Phố Hiến. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình năm 2018. Tham gia tập huấn có gần 400 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp, lãnh đạo các phòng văn hóa, trung tâm văn hóa các huyện, thành phố và công chức văn hóa xã, phường, thị trấn. Các đại biểu đã nghe các chuyên gia thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giới thiệu về những kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước, về công tác gia đình, trọng tâm là các chủ trương chính sách và văn bản của Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình. Qua đó, giảng viên cũng đã hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đề án về công tác gia đình, định hướng thông tin tuyên truyền về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Hưởng ứng lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến, đền Kim Đằng thờ tướng quân Đinh Điền và phu nhân thuộc phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã tổ chức rước kiệu theo nghi thức truyền thống để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đây là nét văn hóa độc đáo ở vùng quê ven sông Hồng này. Đi đầu đám rước là đội múa sư tử, đội cờ thần, theo sau là đội bát bửu, đội múa xanh tiền tiếp, đó là các cỗ kiệu ngai thờ tướng quân Đinh Điền và kiệu võng rước phu nhân Phan Thị Môi Nương. Đám rước đi quanh làng thu hút đông đảo nhân dân địa phương tham dự. Nghi thức rước kiệu truyền thống đền Đinh Điền góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển các hoạt động văn hóa truyền thống tại những di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang là một trong những địa phương có số lượng di tích được xếp hạng nhiều nhất tỉnh với 8 di tích, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia, 5 di tích cấp tỉnh. Những di tích như đình Ngu Nhuế, đình Đông Khúc, đền chùa Khúc Lộng, đền chùa Cầu Báu có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự tài hoa của người thợ xưa, cần được lưu giữ và bảo vệ. Rút kinh nghiệm từ vụ tự ý trùng tu tôn tạo đình Ngu Nhuế mấy năm trước, Ban Quản lý Di tích xã Vĩnh Khúc phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban quản lý di tích ở thôn để làm nhiệm vụ theo dõi thường xuyên, không để xảy ra tình trạng trùng tu làm biến dạng di tích, đồng thời phân công người trông nom bảo vệ ở di tích hàng ngày, tuyên truyền nhân dân có ý thức gìn giữ và phát huy giá trị của di tích. Hiện nay, xã Vĩnh Khúc không có di tích nào bị xuống cấp, nhiều năm liền không để xảy ra mất trộm đồ thờ tự trong đình, đền, chùa. Đình Làng Đoàn Đào là công trình gắn liền với nhân vật lịch sử có thật ở địa phương là Bùi Sán, nhân dân thường gọi là quận công Bùi Đăng Châu, người có nhiều công lao với dân với nước thời vua Lê Cảnh Hưng. Đây là một trong 6 vị thành hoàng làng được tôn thờ ở đình. Cách đây hơn 60 năm, ngôi đình cổ đã bị phá hủy. Trong vòng một năm, nhân dân địa phương và con em xa quê đã công đức hơn 3 tỷ đồng để xây dựng lại ngôi đình mới khang trang theo kiến trúc hình chữ đinh. Khuôn viên đình rộng hơn 1.600m² với sân, vườn và giếng tạo nên bố cục hài hòa cho công trình. Đình Làng Đoàn Đào được xây dựng khang trang không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của làng mà còn là nơi giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho người dân địa phương. Con sông chảy qua địa bàn các xã Liên Khê, Bình Kiều, Phùng Hưng, Đại Hưng thuộc huyện Khoái Châu, Hưng Yên là hệ thống cung cấp nước, tiêu nước phục vụ việc sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trong huyện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, lượng rác thải sinh hoạt khổng lồ do những hộ dân của các xã đổ xuống đã khiến con sông này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng. Từ chai lọ, vòng hoa đưa đám, khung ảnh cưới, các bao tải chứa rác, cho đến cả xác động vật. Huyện cũng thường xuyên tổ chức đội vớt rác trên sông. Tuy nhiên, do lượng rác thải quá nhiều nên công việc thu gom rác không hiệu quả. Để chấm dứt tình trạng này, huyện Khoái Châu cần sớm chỉ đạo cấp chính quyền cơ sở có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp xả rác bừa bãi. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền sâu rộng, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, có cách xử lý rác thải phù hợp với địa phương và điều kiện kinh tế của người dân.
Phạm Văn Thụ là một vị quan Thanh Liêm đã được thăng chức Nam Tước Thượng Thư Cơ Mật Viện Đại Thần, Thái tử Thiếu Bảo, Đông Các Đại Học Sĩ thời nhà Nguyễn. Lăng mộ của cụ được triều đình Huế xây dựng bằng đá xanh vào năm 1930 tại thôn Bến, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào với tổng diện tích hơn 400 m². Điều đặc biệt ở đây chính là các hoa văn trang trí trên mộ của cụ và phu nhân. Phần thân mộ phía đầu trang trí chữ thọ, hai cạnh hai bên tạo thành nhiều ô nhỏ khác nhau. Mỗi ô lại có một hình trang trí riêng nhưng đều theo mô típ dân gian như hoa mai, hoa cúc, tùng hạc, nậm rượu, sách bút, quạt, đàn, v.v. Còn tại phần đầu ngôi mộ cụ bà lại trang trí chữ triện. Phần cuối chạm khắc hình lọ hoa sen, án văn, giỏ hoa, ống bút mực. Với những đường nét uốn lượn, các họa tiết này đã tạo nên những mảng chạm khắc đồ sộ đạt đến đỉnh cao nghệ thuật điêu khắc thời Nguyễn. Thưa quý vị và các bạn, Lễ hội Văn hóa Dân gian Phố Hiến hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Hạ Long – Quảng Ninh năm 2018 diễn ra từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 tại khuôn viên Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Phố Hiến và khuôn viên Hồ Bán Nguyệt đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong nhân dân và du khách dự hội. Lễ hội Văn hóa Dân gian Phố Hiến do thành phố Hưng Yên tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh và khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Hiến. Lễ hội năm nay với quy mô tổ chức cấp tỉnh hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Quảng Ninh năm 2018 diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn ở cả phần lễ và phần hội. Đầu tiên phải nói đến công tác tuyên truyền quảng bá lễ hội tốt hơn so với mọi năm. Thành phố Hưng Yên đã sớm triển khai treo pano, băng rôn, dàn tranh về chương trình lễ hội trên các tuyến đường, đồng thời tăng cường quảng bá lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nó sôi động hơn mọi năm bởi vì nó thu hút nhiều khách hơn. Bởi vì em cũng thấy có rất nhiều khách nước ngoài về đây. Buổi khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phú Hiến diễn ra tối 21 tháng 4 được tổ chức trang trọng, nội dung đặc sắc, sâu lắng. Chương trình nghệ thuật có chủ đề Phú Hiến, huyền thoại trầm tích phù sa sông Hồng đã tái hiện hình ảnh trên bến dưới thuyền của Phú Hiến thời Hưng Thịnh, đồng thời thể hiện được sự đổi thay, sức sống mới của thành phố Hưng Yên ngày nay đang đón chào du khách về với khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến. Lễ khai mạc thành công đã mở màn cho chuỗi hoạt động của lễ hội. Một nghi thức truyền thống đặc sắc được bảo lưu trong lễ hội văn hóa dân gian Phú Hiến là nghi thức rước kiệu. Các đoàn đến từ 17 phường xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên rước kiệu đi qua tuyến đường Bãi Sậy, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên. Lễ rước kiệu diễn ra quy củ, không còn tình trạng lộn xộn, đã tạo được ấn tượng đẹp với người dự hội. Rất là chu đáo và coi như là từng các đơn vị lè lép, rất là phấn khởi và rất vui khi mà coi thành phố mà mỗi một năm có những chương trình như thế này. Bên cạnh phần lễ thì phần hội có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ như triển lãm sinh vật cảnh, hội thi tiếng hót chim chào mào, trưng bày cổ vật, liên hoan đàn và hát dân ca, múa giun nước, hát quan họ trên hồ và các trò chơi dân gian, cầu kiều, kéo co, thả diều sáo, nhảy bao bố. Điểm nhấn độc đáo trong phần hội phải kể đến chương trình múa giun nước nghệ thuật trên hồ Bán Nguyệt do các nghệ sĩ của phường giun nước Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình biểu diễn. Với hai buổi diễn gồm nhiều tiết mục, tích trò cổ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến xem. Công tác an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường trong 3 ngày diễn ra lễ hội được đảm bảo, không có tình trạng chặt chém, móc túi, ăn xin, ăn mày ở lễ hội. Các điểm di tích, khu vực diễn ra lễ hội sạch sẽ, hàng quán được sắp xếp hợp lý, ban tổ chức lễ hội và trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh bố trí gian hàng trưng bày, quảng bá các đặc sản của Hưng Yên. Toàn bộ nội dung chương trình đã được diễn ra đảm bảo đúng mục đích yêu cầu, là phần lễ là được tổ chức trang trọng trên cơ sở bảo tồn và phát huy, phần hội là đảm bảo được vui tươi, phát triển, khôi phục các cái môn, các hoạt động truyền thống dân gian. Tại các điểm di tích thì ban quản lý di tích, các hướng dẫn viên thì cũng đảm bảo điều kiện tốt nhất cho tất cả khách thập phương về với lễ hội, với di tích và phát huy được giá trị của các di tích. Đây là một các hoạt động để thúc đẩy về du lịch
và đặc biệt là du lịch tâm linh của thành phố Hưng Yên. Số lượng du khách và nhân dân trong tỉnh đến với lễ hội tăng hơn so với mọi năm đã khẳng định sự thành công của lễ hội văn hóa dân gian Phú Hiến năm 2018. Đây hứa hẹn là cầu nối để tuyên truyền và quảng bá rộng rãi hình ảnh, những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến tới đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, cũng như góp phần bảo lưu các nghi thức văn hóa dân gian của Phú Hiến, Hưng Yên. Xứ Nhãn Lồng, Hưng Yên, mỗi năm có hàng trăm lễ hội. Mỗi lễ hội mang một nét tiêu biểu và giá trị riêng, nhưng bao giờ cũng hướng tới một đối tượng linh thiêng cần được suy tôn như những vị anh hùng chống ngoại xâm, những người có công dạy dỗ truyền nghề, chống thiên tai, diệt trừ ác thú, giàu lòng cứu nhân độ thế. Lễ hội Vật Lầu Quan Xuyên cũng không nằm ngoài các giá trị văn hóa trên. Trong tinh hoa của dân tộc Việt nói chung và của đất xứ Nhãn nói riêng thì hội vật lầu của làng Quan Xuyên xuất phát từ mong mỏi cho làng một cuộc sống bình yên phát triển, các dòng họ vững mạnh, gia súc sinh sôi, mùa màng bội thu để quanh năm người khang vật thịnh. Làng Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nằm bên bờ sông Hồng, mang những nét đặc trưng của một làng truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ với cây đa, giếng nước, sân đình. Trong làng còn lưu giữ được một quần thể di tích lịch sử, văn hóa phong phú, gồm có đình Quan Xuyên thờ ngũ vị đẳng thần, miếu thượng thờ tam vị thượng đẳng thần Trừ Đồng Tử và nhị vị phu nhân. Miếu trung thờ linh ứng đại vương Phạm Công Nghi, được phong trung đẳng thần. Miếu hạ thờ Thanh Hoàng Lang đại vương Vũ Quang Chiếu, được phong làm trung đẳng thần. Chùa Quan Xuyên, nhà sắc hay nhà hội đồng, nơi lưu giữ giấy tờ quan trọng của cả làng. Văn chỉ Quan Xuyên và lăng mộ cụ Vũ Quang Chiếu. Tất cả những di tích trên đều có quan hệ mật thiết tới lễ hội làng Quan Xuyên, tạo thành một quần thể di tích dày đặc và hoạt động lễ hội hoàn chỉnh. Thần tích và thần sắc ở đình Quan Xuyên khẳng định ngũ vị đẳng thần được thờ ở đây đều có công rất lớn đối với dân, với nước. Tam vị Đức Thánh Tiên đại diện cho quá trình khai phá vùng đất hoang vu thành những làng mạc trù phú, có công cứu nhân độ thế, mở mang nghề buôn, vân vân, và đặc biệt là lòng thủy chung son sắt trong gia đình, xã hội, đó là Trừ Đồng Tử và nhị vị phu nhân. Vì thế, Quan Xuyên là 172 làng ven dọc sông Hồng, thờ Trừ Đồng Tử và nhị vị phu nhân làm Đức Thành Hoàng. Tương truyền đình Quan Xuyên được xây dựng khi Vũ Quang Chiếu và Phạm Công Nghi trở về làng kết nghĩa anh em. Tại nơi tổ chức yến tiệc kết nghĩa, thấy thế đất đẹp, Vũ Quang Chiếu đã xây tòa đình để hội họp việc làng. Đến nay, đình Quan Xuyên vẫn còn giữ được sự đồng bộ về kiến trúc. Đây là di tích duy nhất của địa phương không bị chiến tranh tàn phá. Chính vì vậy mà ngôi đình vẫn còn tương đối đầy đủ các mảng chạm khắc của thời Hậu Lê và kiến trúc thời Nguyễn. Đình Quan Xuyên nhìn ra hướng Tây, xung quanh có hào nước bao bọc, phía trước là sông Hồng. Xung quanh đình có các cây cổ thụ tỏa bóng mát che kín ngôi đình, tạo nên cảnh trí thâm nghiêm huyền bí. Trước khi vào đình, ta phải qua cột đồng trụ được xây dựng từ thời Nguyễn. Đây là phần kiến trúc và điêu khắc bằng vôi vữa còn khá nguyên vẹn để chúng ta có thể cảm nhận tài nghệ điêu khắc của các nghệ nhân dân gian xưa. Phía trong sân đình khá rộng, bốn góc sân có bốn cửa: Bắc Môn, Nam Môn, Đông Môn và Tây Môn. Kiến trúc bên trong của đình Quan Xuyên bằng trúc gỗ, lợp mái mũi hài, bố cục theo kiểu chữ đinh. Tòa tiền tế gồm 5 gian 2 trái, kết cấu kiểu chồng giường giá chiêng. Trên các ván song còn giường chạm nổi, chạm kênh, bồng hình đao lửa, tứ linh, tứ quý. Nối liền hai bên gian trung tử và cung cấm là tả vu, hữu vu, kiến trúc kiểu chồng giường đấu sen.
Công trình hiện nay là thời Nguyễn, tuy nhiên một số mảng chạm khắc trên cốn, đầu bẩy mang dấu ấn của nghệ thuật thời hậu Lê. Ở làng Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu, khi cây gạo đầu làng khoe sắc thắm thì người dân lại náo nức tổ chức hội làng vào ngày 10 tháng 2 âm lịch. Trong lễ hội có một trò vui là vật lầu. Cứ 3 năm làng mới mở hội vật lầu một lần nên dân làng ai cũng mong ngóng đến các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi để được xem hội vật. Người dân làng Quan Xuyên được con sông Cái, sông Mẹ, sông Hồng cung cấp cho nguồn sữa ngọt để cho con người và vạn vật sinh sôi phát triển. Chính vì vậy mà tục rước nước về thờ là nghi lễ quan trọng trong ngày hội. Cờ xí, trang phục truyền thống và âm nhạc dân tộc đã mang lại một không khí lễ hội tưng bừng cho triền đê vốn quanh năm yên tĩnh. Hội vật lầu gắn với lễ tưởng nhớ đến thành hoàng làng Quan Xuyên là cụ Phạm Công Nghi và Vũ Quang Chiếu, là những người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, mở mang đất đai cho dân làng. Hội vật được mở màn với vật lão. Vật lão chỉ mang tính hình thức làm nổi rõ truyền thống kính trọng người già, cũng như mong muốn được sống trường thọ của người dân. Vì thế, hai cụ ông tham gia vật lão được dân làng lựa chọn rất kỹ càng. Gia đình hai cụ là điển hình cho cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Theo quy định của vật lão của làng tôi thì là phải chọn hai cụ nhiều tuổi, cao tuổi. Đấy là tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ hai là hai cụ phải song toàn, tức là còn cả cụ ông, cụ bà. Cái thứ ba nữa là có cả con trai, con gái. Đấy là ba tiêu chuẩn. Như đến bây giờ thì cái tiêu chuẩn thứ ba thì thôi, bây giờ là cứ có con trai cũng được, con gái cũng được, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được là phải có cả cụ ông, cụ bà. Vật lầu chia làm hai đội là làng thượng và làng hạ. Mỗi đội gồm 36 người, trước mỗi keo vật, hai đội phải làm lễ tế lầu ở sân đình. Đây là nghi lễ để chứng tỏ lòng thành của các tráng đinh đối với thành hoàng làng. Nhìn hai đội vào giới vật làm cho chúng ta liên tưởng đến hai đội quân hùng mạnh cùng xung trận. Vật lầu thi đấu trong 3 hiệp để hai đội phân thắng bại. Trong khi tranh lầu, những người tham gia chỉ được dùng lưng để lăn quả lầu về phía sân của đội mình. Và trong một thời điểm thích hợp, cá nhân của một đội sẽ cầm quả lầu chạy thả ở lỗ lầu bên mình. Xung quanh tục vật lầu có nhiều truyền thuyết. Chia làm hai đội với lý do là trước đây các ông tướng như Vũ Quang Chiếu và ông Phạm Công Nghi là tổ chức hai đội quân để huấn luyện đánh giặc, thì phải chia làm hai đội quân để như một cái tập trận ấy, để làm sao làng dưới và làng trên phân ra. Và Quan Xuyên đây trước nó vẫn là nhất xã tam thôn, cho nên là nó chia thôn chia xã để hai làng gặp với nhau. Vật lầu gồm 72 tráng đinh của hai đội và một tổng cờ. Tổng cờ có vai trò như một trọng tài điều khiển giới vật thông qua hiệu lệnh bằng tiếng chiêng. Theo tục lệ, dù cả năm đi làm ăn xa, nhưng đến hội vật, trai đinh trong làng cũng phải về tham gia hội vật. Đó là một nét đẹp riêng trong cách ứng xử của người Quan Xuyên. Dù thế nào cũng nhớ về làng xã, nơi trồn rau cắt rốn. Không được tham gia vật lầu là một điều tiếc nuối với những trai làng. Rất vui và rất tự hào vì mọi thứ anh em vật rất đẹp và để cho lễ hội càng ngày càng phát triển hơn. Vật lầu vừa là trò chơi dân gian mang ý nghĩa như một nghi lễ. Những trai đình trong làng tham gia với ý nghĩa tưởng nhớ tới vị thành hoàng đã có công mở đất cho dân làng. Và đây cũng là một hình thức để trai tráng trong làng rèn luyện sức khỏe để lao động và bảo vệ làng xã, đất nước khi có giặc ngoại xâm. Cũng theo tín ngưỡng của người dân làng Quan Xuyên, đội nào mang được quả lầu về đất của đội đó thì suốt năm làng đó sẽ được người thịnh của vượng, quanh năm may mắn, còn làng bị thua sẽ làm ăn không thuận. Chính vì thế mà vật mở ba keo, đến keo cuối cả hai đội đều mong hòa vì họ không muốn người làng kia gặp khó khăn.
Đây cũng là một nét đẹp trong tâm hồn của người Việt Nam nói chung và của người dân Quan Xuyên nói riêng. Mà đối với người dân nơi đây, trò chơi không đơn thuần chỉ là trò chơi, chỉ mang tính giải trí, mà quan trọng hơn là để bày tỏ mong ước đó tác động đến các lực lượng siêu nhiên, vì thế mà nó mang tính thiêng. Cái ý nghĩa đó chính là phần hồn tạo nên vẻ đẹp trong mỗi trò chơi. Ở xứ Nhãn, Hưng Yên, 3 tháng mùa xuân có biết bao hội hè, nhưng hội làng Quan Xuyên vẫn thu hút được rất nhiều người tới dự. Với những ai xa quê, hội là dịp cho họ về quê hương, còn với khách thập phương, vật lầu chính là điều thu hút họ. Hội vật lầu ở làng Quan Xuyên xuất phát từ lòng mong mỏi cho làng, một cuộc sống bình yên phát triển, các dòng họ vững mạnh, gia súc sinh sôi, mùa màng bội thu để quanh năm người khang vật thịnh. Ai tới hội vật đều tìm thấy niềm vui của riêng mình trong không khí mùa xuân ấm áp và không khí tưng bừng của hội làm cho mỗi người tin tưởng rằng chờ đón họ phía trước là những điều tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự về làng Quan Xuyên và lễ hội vật lầu vừa rồi đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.